Tiếp tục cập nhật vụ việc người phụ nữ ở chung cư mini trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bị sát hại. Đặc điểm nhận dạng giúp công an nhanh chóng bắt giữ đối tượng là nhờ có mái tóc màu ánh kim cùng với hình xăm bông hoa ở cánh tay trái. Đối tượng được xác định là Phùng Văn Vinh, 28 tuổi, quê tỉnh Tuyên Quang, bị bắt trên địa phận tỉnh Quảng Bình sau 12 giờ truy bắt. Vinh là người đã sát hại chị Hát, 35 tuổi, quê Quảng Bình, rồi cướp tài sản tại căn hộ trung cư mini ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Nghi phạm bị bắt vào tối 15 tháng 4 khi đi xe khách vào miền Trung. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, hôm đó, cảnh sát giao thông địa phương nhận được tin báo từ Công an thành phố Hà Nội về việc Vinh bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng của nghi phạm là tóc màu ánh kim có hình xăm bông hoa ở cánh tay trái và khi bị bắt thì vinh không chống đối cho biết sẽ khai hết khi tổ công tác bắt giữ